Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong môn tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn Các con thân mến, ở mỗi chủ điểm, ngoài những bài học thú vị cùng những kiến thức mới mẻ, các con cũng sẽ có một tiết học bổ ích. Ở tiết học này, chúng mình được nghe những câu chuyện có liên quan với chủ đề mà mình đã học nói đến đây chắc chắn các bạn học sinh đã biết được rằng chúng mình sẽ tìm hiểu những nội dung gì trong video hôm nay đúng không nào đúng rồi hôm nay chúng mình sẽ đến với tiết kể chuyện với chủ đề mưa và nắng cô và các bạn sẽ cùng nhau đến với câu chuyện rất thú vị có tên thành mưa và thành nắng phần đầu tiên trong bài học của chúng mình đó là cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu câu chuyện Thông qua việc quan sát, phân tích tranh và trả lời các câu hỏi gợi ý bên dưới. Với tên câu chuyện Thần Nắng và Thần Mưa, quan sát tổng thể các bức tranh, có thể thấy hai nhân vật chính là hai vị thần. Vị thần áo màu vàng được gọi là thần nắng, thần có áo màu xanh được gọi là thần mưa, vì màu xanh tượng trưng cho màu sắc của mưa, còn màu vàng thì tượng trưng cho màu sắc của ánh nắng trong bức tranh dưới đây chúng ta thấy có sự xuất hiện của một nhân vật nữa đó là ngọc hoàng vậy chú ý vào bức tranh đầu tiên đọc lời nói của ngọc hoàng trong bóng nói theo bạn ngọc hoàng quyết định điều gì đúng rồi thần mưa và thần nắng đều là hai người vô cùng tài giỏi nhưng rất khó để phân biệt ai tài giỏi hơn khi không ai chịu nhường ai chính vì thế ngọc hoàng đã quyết định cho hai vị thần so tài với nhau ai giúp muôn loài sống no ấm yên vui thì sẽ là người tài giỏi nhất như chúng ta đã biết mưa mang đến nước cho con người sinh hoạt nắng lại giúp cho vạn vật sinh sôi đúng là rất khó để phân định. Trong bức tranh thứ hai và ba, hai vị thần đã lần lượt thể hiện tài năng của mình. Vậy theo các bạn, thần mưa đã làm gì trong bức tranh thứ hai? Đúng rồi, trong bức tranh thứ hai có thể thấy thần mưa gọi gió về, làm mưa. Mưa đã khiến cho không khí tươi mát, muôn loài có nước để sinh hoạt mọi người tung hô nên thần mưa khoái chí thần cho mưa gió kéo dài khiến cho ngập lụt nhà cửa chìm trong biển nước khiến ai nấy đều sợ hãi đến lượt thần nắng thể hiện sức mạnh của mình quan sát vào bức tranh thứ ba theo con thần nắng đã làm gì đúng rồi thần nắng mang đến ánh sáng ánh sáng khiến mọi thứ trở nên ấm áp cây cối sinh sôi, đâm chồi nảy lọc. Vạn vật lại tung hô, thấy thế thần cứ cho nắng mãi, đến độ khô hạn, ruộng đồng nước nẻ, cây cối héo tàn. Lại một lần nữa vạn vật sợ hãi. Vậy là sau những phần thể hiện sức mạnh của hai vị thần, không khiến cho vạn vật no ấm mà còn khiến cho tất cả cảm thấy lo lắng, bất an, lúc này hai vị thần nhận ra rằng mỗi người có một sức mạnh riêng nhưng nếu không biết cách sử dụng sẽ khiến cho muôn loài rơi vào tai họa vậy nhìn vào bức tranh cuối theo con hai vị thần đã quyết định làm gì đúng rồi đọc bóng nói chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận biết được hai vị thần quyết định làm hòa với nhau không tranh giành ai tài giỏi hơn mà còn cùng giúp nhau xây dựng cho vạn vật cuộc sống no ấm, yên vui. Như vậy, chúng mình đã vừa cùng nhau dự đoán và xây dựng nội dung câu chuyện thông qua những câu hỏi và gợi ý, trả lời có ở từng bức tranh, đúng không nào? Bây giờ, các bạn cùng với cô lắng nghe một lần nữa câu chuyện Thần Mưa và Thần Nắng nhé. Câu chuyện Thần Mưa và Thần Nắng thần mưa và thần nắng đều có tài nhưng ai cũng cho rằng mình là người tài nhất một hôm ngọc hoàng cho hai người so tài và bảo ai giúp muôn loài sống no ấm yên vui sẽ là người tài nhất thần mưa làm ra những cơn mưa lớn giữa mùa nắng hạn khiến muôn loài reo vui khoái chí Thần cho mưa lớn kéo dài, cây cối, nhà cửa ngập trong nước, muôn loài sợ hãi. Kế đến, thần nắng làm cho cây cối đơm bông kết trái. Thích quá, thần bèn cho nắng thêm. Nắng nóng khiến ruộng đồng nứt nẻ, sông suối khô cạn, muôn loài đói khát. Ngọc Hoàng bảo mỗi người có một tài riêng. Nhưng nếu tài năng đó làm cho muôn loài khổ cực thì lại là tai họa. Thế là từ đó, thần mưa và thần nắng không tranh giành hơn thua mà cùng nhau giúp muôn loài xây dựng cuộc sống ấm no, yên vui. Vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau lắng nghe truyện thần mưa và thần nắng. Câu chuyện kể về hai vị thần đầy quyền uy, sức mạnh, nhưng lại chưa đúng khi tranh giành quyền lực với nhau đã khiến cuộc sống của vạn vật rơi vào cảnh lầm than. Thật may, sau đó, hai vị thần đã hiểu ra về sức mạnh của mình và cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no cho muôn loài. Qua câu chuyện này, chúng ta nhận ra được rằng mỗi người đều có một thế mạnh riêng, đừng cố tranh giành hơn thua mà nên cố gắng cùng nhau học hỏi, trau dồi để hoàn thiện hơn, đúng không nào các con? Vậy trong câu chuyện trên, em thích nhất nhân vật nào? Hãy cùng chia sẻ với bạn bè của mình nhé! Và bên cạnh đó, các bạn học sinh cũng có thể dựa vào những bức tranh để kể cho bạn bè, thầy cô và những người thân trong gia đình của mình cùng nghe. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn!